Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc gắn camera cảm biến, phát loa xua đuổi dân Việt Nam ở hàng rào biên giới. Chính quyền Trung Quốc đã cho xây dựng hệ thống hàng rào dây thép gai kiên cố dọc theo biên giới với Việt Nam. Đáng chú ý là hệ thống hàng rào này được lắp đặt camera cảm biến, tự động phát cảnh báo xua đuổi khi có người lại gần. Thông tin ở phía Trung Quốc cho xây dựng rào chắn ngăn cách với Việt Nam đã được truyền thông đăng tải từ cách đây mấy năm. Tuy nhiên, thông tin về hoạt động này đã được đăng tải nhiều hơn từ đầu năm 2021 cho đến nay. Chính quyền Bắc Kinh cho rằng việc dựng hàng rào thép gai là để ngăn chặn buôn lậu và người vượt biên trái phép. Gần đây là lý do đưa ra để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Dự án này có tên là Vạn Lý Trường Thành, phương Nam. Đây là hình ảnh một video do người dân Trung Quốc ghi lại hình ảnh tại hàng rào dây thép gai ở huyện Hà Khẩu, giáp biên giới Việt Nam và Trung Quốc, cho biết hàng rào này được lắp camera, giám sát và công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Ngoài ra, nó còn được nối điện cao thế để phòng trừ khi dịch bệnh Việt Nam mất kiểm soát, người Việt Nam sẽ chạy sang và lây bệnh vào Trung Quốc. Được biết, từ hôm 6 tháng 11 năm 2021, YouTube Nguyễn Hoàng Nam chuyên về du lịch và khám phá đăng tải trên kênh Hãy Thách Thức Tôi một đoạn video về hệ thống hàng rào biên giới do Trung Quốc xây dựng dọc biên giới ở khu vực mốc 439, xã Phượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Theo video này, đoạn hàng rào có lắp đặt các camera cảm biến và sẽ tự động phát ra cảnh báo bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Việt mỗi khi có người lại gần. Đoạn cảnh báo giọng nữ giới có nội dung như sau: khu vực giáp danh xin rời khỏi ngay lập tức. Đoạn video dài hơn 50 phút của kênh YouTube đã có gần 3,5 triệu người theo dõi này cho thấy hai người Trung Quốc đang gia cố đoạn hàng rào bị sạt lở ở bên kia biên giới thuộc tỉnh Quảng Tây. Việc Trung Quốc xây dựng hàng rào dây thép gai kiên cố dọc biên giới với Việt Nam cũng tạo ra một vài tranh chấp giữa hai bên. Vào hồi giữa tháng 9 năm 2021, một đoạn video xuất hiện trên mạng Internet quay lại cảnh người phía dân Việt Nam và biên phòng Trung Quốc đối đầu ở đoạn hàng rào tại mốc biên giới số 57 ở tỉnh Lai Châu. Phía Việt Nam cáo buộc đối phương nối điện cao thế vào hàng rào gây nguy hiểm đến tính mạng người dân sinh sống ở gần đó. Trước đó, khoảng một tháng cũng xuất hiện một video quay lại cảnh một toán lính biên phòng Việt Nam ngăn chặn quá trình xây dựng hàng rào của phía Trung Quốc với lý do là xâm phạm lãnh thổ Việt Nam. Và một hệ lụy khác đến từ việc Trung Quốc kiên cố hóa biên giới với Việt Nam, đó là các cộng đồng sắc tộc thiểu số sống dọc biên giới hai nước, vốn có quan hệ họ hàng không thể tiếp tục qua lại, thăm viếng hay giao thương được nữa. Đây là hình ảnh hàng rào biên giới với Việt Nam được phía Trung Quốc xây dựng từ năm 2012. Vào hồi tháng 9 năm nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây, Trung Quốc, Lu Xing thuộc Lộc Tâm xã. Ngoài việc cảm ơn về lô 800.000 liều vaccine được trao tặng, quan chức ngoại giao tại Hà Nội cũng đề nghị phối hợp quản lý tốt khu vực biên giới, đẩy nhanh xây dựng kết nối hạ tầng cửa khẩu, sớm hoàn tất thủ tục nội bộ để nâng cấp các cửa khẩu và kịp thời xử lý thỏa đáng các vấn đề nảy sinh. Và câu hỏi đặt ra là lý do Trung Quốc xây tường biên giới với Việt Nam là gì? Trung Quốc đã và đang cho xây dựng các bức tường biên giới với hai nước láng giềng là Việt Nam và Myanmar với mục đích được chính phủ nước này giải thích trên tờ Global Times vào tháng cuối tháng 11 năm 2021 là cần thiết để ngăn chặn những người vượt biên trái phép trong đại dịch COVID-19. Bức tường ở phía biên giới với Việt Nam là một hàng rào sắt cao khoảng 4,5 mét, dài 12 km, trên đầu hàng rào là thép gai, dọc theo sông Bắc Luân mà phía Việt Nam gọi là Kha Long. Được xây dựng từ năm 2012 đến năm 2017, trị giá 29 triệu đô la. Đến năm 2018, Bắc Kinh có điều chỉnh dự án và được dự kiến sẽ sớm hoàn tất với chiều dài là 200 km dọc biên giới với hai tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn. Trong khi đó, bức tường phía biên giới với Myanmar dài 659 km được cho là đã hoàn thành dọc biên giới dài 2.000 km của Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái. Bức tường này nằm giữa tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và bang Shan phía bắc của Myanmar. Đây là hình ảnh lính Trung Quốc canh gác ở hàng rào biên giới.
vào năm 2018 khi hàng rào biên giới với Việt Nam được tăng tốc xây dựng. Trung Quốc đồng thời đưa ra chủ trương tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu, đẩy mạnh phòng chống buôn lậu và đưa các hoạt động trao đổi hàng hóa cư dân hai biên giới vào nề nếp. Giáo sư Carter thuộc Đại học tại Úc từng nhận định như sau: Việt Nam có lợi ích ngang ngửa với Trung Quốc trong việc chống buôn lậu xuyên biên giới, đặc biệt là vì nước này có thâm hụt thương mại lớn với Trung Quốc. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhiều nước đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan, nhưng việc Trung Quốc xây dựng các bức tường biên giới với các quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á mà mục đích chính theo phía Bắc Kinh giải thích là để ngăn chặn vượt biên trái phép trong đại dịch COVID-19 là hoàn toàn không thuyết phục. Giáo sư Cá Thầy đã từng nêu ý kiến của mình lên trên đài truyền hình ABC News rằng việc xây dựng này dường như là một chương trình quốc gia. Trang tin Global Times cũng từng dẫn phân tích sâu hơn về động thái của Bắc Kinh với giáo sư Cá Thầy rằng Bắc Kinh xây tường biên giới còn nhằm ngăn chặn những nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc. Đây là hình ảnh hàng rào biên giới với Việt Nam được Trung Quốc xây dựng dài 200 km. Đối đầu không cần thiết. Phía Hà Nội đến thời điểm này không lên tiếng về động thái trên của Bắc Kinh. Tuy nhiên, đài FA đã ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia xung quanh vấn đề này. Trong đó, Trung tá quân đội Đinh Đức Long vào hôm 11 tháng 2 phân tích: mọi việc đều có thể xảy ra vì trên thực tế là người Bắc Hàn từng vượt biên sang Việt Nam. Họ vượt biên qua Trung Quốc trước rồi sang Việt Nam. Cách đây, ít năm, chính quyền Việt Nam đã làm ngơ để Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Việt Nam thuê nguyên một chiếc máy bay không biết của nước nào chở 400 người Bắc Hàn tị nạn từ thành phố Hồ Chí Minh về thẳng Seoul. Bắc Hàn lên tiếng phản đối nhưng Việt Nam cũng lờ đi. Thật ra họ muốn vào Việt Nam thì có nhiều đường để vào. Hàng rào xây có mấy chục cây số thì ăn thua gì với biên giới Việt Nam và Trung Quốc cả nghìn cây số. Nghĩa là không thiếu gì con đường đi, nhưng trên thực tế là người Duy Ngô Nhĩ đã từng vào Việt Nam qua biên giới phía Bắc và đã xảy ra chuyện cướp súng của biên phòng Việt Nam. Sau đó Việt Nam không xét xử mà giao về cho Trung Quốc hết. Tóm lại, việc xây hàng rào như thế chẳng có hại gì cho phía Việt Nam. Thứ nhất là nó xây trên nước của nó. Thứ hai là ngăn chặn vậy thì tốt cho Việt Nam, mình đỡ phải đối đầu với những chuyện không cần thiết. Cùng bàn về vấn đề này, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhận định như sau: nó vẫn có những người Duy Ngô Nhĩ chạy sang Việt Nam và từ Việt Nam chạy sang một nước khác, nhưng khoảng một năm trở lại đây thì gần như không có nhóm nào cả. Nếu có thì Việt Nam sẽ bắt giao trả về Trung Quốc luôn theo thỏa thuận hai nước. Đây là hình ảnh hàng rào biên giới của Trung Quốc với Myanmar tại thị trấn biên giới Vạt Đình, tỉnh Vân Nam. Lý do vì những người Duy Ngô Nhĩ này từng có hai lần cướp súng của biên phòng Việt Nam và bắn chết cả lính biên phòng Việt Nam. Rõ ràng giữa Bộ Công an Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam đã có thỏa thuận rằng nếu có người nào bên Trung Quốc đã vượt biên trái phép vào Việt Nam thì Việt Nam sẽ bắt và giao ngược lại bất kể đấy là ai. Ngoài ra, có những người từ Bắc Hàn chạy qua miền Bắc Việt Nam rồi chạy đi xuống Tây Ninh, qua Campuchia rồi qua các nước khác, nhưng Công an Việt Nam không ngăn cản. Theo thông tin từ báo chí nhà nước Việt Nam vào tháng 4, 16 người Duy Ngô Nhĩ vượt biên vào Việt Nam bất hợp pháp. Nhóm người này đã bị lực lượng biên phòng Việt Nam bắt đưa về đồn, chuẩn bị thủ tục trao trả cho Trung Quốc. Tuy nhiên, trong khi đang làm chờ thủ tục thì bất ngờ vài người đàn ông trong nhóm trên đã cướp súng của một chiến sĩ biên phòng, xả đạn vào lực lượng biên phòng Việt Nam. Hậu quả cuộc đấu súng này là 7 người thiệt mạng, gồm có 2 sĩ quan biên phòng Việt Nam và 5 người đàn ông Trung Quốc. Tất cả 5 thi hài và 11 người còn sống đều được trao trả cho phía Trung Quốc ngay trong ngày. Tại cuộc họp diễn ra vào ngày 21 tháng 12 ở Đà Nẵng về sơ kết công tác phòng chống COVID-19, Bộ Công an đã cảnh báo trong năm 2020 có hơn 900 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Phần lớn trong số này là người Trung Quốc. Ngoài ra, số người Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam trong năm 2020 tiếp tục tăng tới 25.000 người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2021 với bản tin Trung Quốc gắn camera cảm biến, phát loa xua đuổi dân Việt ở hàng rào biên giới. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de, cũng như bấm nút tài trợ và ủng hộ cho Thời báo .de ở phía dưới. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.
Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin xử Nguyễn Diên Linh phiên tòa mặc cả vụng về. Họp án là khái niệm chưa từng có trong từ điển pháp lý của thế giới. Kết quả phiên xử đại tá Nguyễn Diên Linh dường như cho thấy cả ba cơ quan công an, kiểm sát và tòa án đã họp án để mặc cả với kết quả bản án. Quá trình tố tụng một vụ án phức tạp như ấy không thể diễn ra một cách chóng vánh đến như thế. Luật pháp như đùa, như có cũng như không. Qua vụ án xử đại tá Nguyễn Diên Linh, giới phân tích và quan sát, kể cả trên báo chí quốc doanh lẫn mạng xã hội đều có xu hướng đi đến kết luận như trên. Đây là hình ảnh nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo đại tá Nguyễn Diên Linh tại tòa. Tất cả đều gián tiếp hay trực tiếp đề cập đến những tình tiết kỳ lạ trong quá trình tố tụng tại phiên tòa này, với hàng loạt các câu hỏi như tại sao mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được một cách rành rẽ. Những lời dẫn nhập sắc như dao cau của ba sàm Nguyễn Hữu Vinh đã hé lộ phần nào những tất khuất của một vụ án có lẽ sẽ đi vào lịch sử không chỉ ở pháp lý Việt Nam. Một phiên tòa cũng hết sức kỳ quặc. Một vụ án vô cùng kỳ quặc từ các khâu điều tra ban đầu, khởi tố, bắt, khám xét, hỏi cung, cáo trạng cho tới xét xử tại tòa. Đặc biệt có những tình tiết cực kỳ quan trọng mà tòa đã cố tình bỏ qua một cách rất khó hiểu. Đó là khoản tiền rất lớn tới 4 triệu USD của Vũ Nhôm khai đã hối lộ Nguyễn Diên Linh trước khi gửi khoản tiền 5 tỷ đồng Việt Nam. Một số báo trong nước có đưa chi tiết này như tờ Việt Nam Express, Tiền Phong, Thanh Niên, v.v. Với cơ quan điều tra, không khó có thể xác định được đúng hay sai ở lời khai đó để tiếp tục các biện pháp nghiệp vụ hỏi cung với Linh mà giúp tìm ra sự thật. Nhưng tất cả rơi vào hụt hẫng. Có thể thấy lần này đưa 5 tỷ đồng và các đợt đưa tổng cộng 4 triệu đô la trước đó đều tương tự nhau về cách thức thực hiện. Vậy tại sao tòa lại vui vẻ chấp nhận có 5 tỷ đồng mà thôi? Đây là một nội dung quan trọng, nhất là cả ba cơ quan tố tụng đã cố tình bỏ qua, nhất là quá trình hỏi cung thần tốc chỉ trong vòng có 6 ngày. Đây là hình ảnh đại tá Nguyễn Diên Linh bên phải là con trai ruột của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Thứ trưởng của Bộ Công an Việt Nam trước đây, đầy quyền lực. Một kỷ lục có thể ghi vào Guinness là sách kỷ lục thế giới với một vụ án đưa và nhận hối lộ khủng khiếp đến như thế. Đặc biệt với một bị cáo có quá trình hỏi cung quá ngắn, không nhận tội thì khi phải nhận tội trước tòa phải làm thẩm tra để xác định diễn biến các hành vi phạm tội là vô cùng quan trọng. Hơn nữa, với mức độ phức tạp của vụ việc, mức án cao nhất là tử hình của tội danh thì lẽ ra tòa phải trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại. Nhưng đã không có chuyện đó xảy ra. Qua vụ việc này thì rằng những vụ việc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng hô hào bấy lâu nay đã trở nên mị dần hơn bao giờ hết. Hiện tượng này có lẽ trả lời phần nào cho lý do vì sao quá trình hỏi cung lại ngắn chưa từng thấy đến như vậy. Thêm nữa, sau khi ông Linh nhận tội, Vũ cũng lập tức nhận theo, đồng thời cho biết có nhiều việc khó nói, mong hội đồng xét xử thông cảm. Đây cũng là tình tiết hết sức quan trọng, tại sao không thấy tòa đi sâu và thẩm vấn thêm về vấn đề này. Có lẽ Tuổi Trẻ là một trong những tờ báo quốc danh đưa tin kết quả phiên tòa khá sớm. Phiên tòa xét xử cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo chiều ngày 5 tháng 11 có diễn biến bất ngờ khi ông Nguyễn Diên Linh bất ngờ khai đã nhận 5 tỷ từ Vũ Nhôm. Trước đó, bị cáo Linh liên tục phủ nhận nhận hối lộ như cáo trạng quy kết. Như vậy, khả năng Linh sẽ lĩnh án trung thân, đến khi thi hành án nếu cải tạo tốt, không vi phạm gì, nộp lại đủ tiền sẽ được giảm, có thể chỉ phải chịu thời gian giam giữ khoảng 15 năm. Với những gì bản cáo trạng nêu, chỉ riêng nhận hối lộ đến 5 tỷ đồng Việt Nam thì khả năng bị tuyến tử hình là rất có thể. Kịch bản giải cứu lúc này hầu như chỉ có thể là nhận tội cộng nhận khắc phục và bằng kết quả sẽ trung thân. Đây là hình ảnh Tổng Giám đốc AVG Phạm Nhật Vũ, chính là em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, với hành vi hối lộ hơn 3 triệu đô la, chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng, chỉ bị có 3 năm tù. Một mức án không thể hài hước hơn tại Việt Nam. Ngoài ra, cũng giống như Nguyễn Diên Linh, Phạm Nhật Vũ được ở bệnh viện thay vì ở tù, thậm chí được phép vắng mặt trong phiên xử vì lý do sức khỏe yếu. Nếu không nhận tội và đương nhiên không khắc phục hậu quả thì sẽ nhận án tử hình. Trong thời gian hỏi cung, bị cáo đã không nhận tội, vậy việc ra tòa lại nhận tội không phải là điều dễ dàng.
diễn biến tại phiên tòa ngay buổi sáng ngày 5 tháng 11 đã cho thấy Linh vẫn chỉ là công nhận là có nhận quà lặt vặt thôi và phủ nhận việc nhận hối lộ 5 tỷ đồng. Kinh nghiệm vụ Nguyễn Bắc Son, theo luật sư cho biết, việc phủ nhận tội nhận hối lộ rồi cuối cùng lại phải nhận tội, gia đình nộp tiền, thoát án tử đã diễn ra gần đây đầy kịch tính. Từ đấy, đối chiếu với vụ án Nguyễn Duy Linh cấp thấp hơn Bộ trưởng Bắc Son, nhưng thế lực Linh lại lớn hơn rất nhiều. Diễn tiến phiên tòa như trên tuy kỳ quặc nhưng lại logic theo trình tự như nhận tội cộng giảm án nhẹ tại phúc thẩm cộng thi hành án 1/3 thời gian cộng đặc xá và ấm số tiền lớn 4 triệu đô la. Mù mờ nhưng đúng kịch bản. Đúng kịch bản là đối với những người nằm trong chăn biết chăn có giận đến cỡ nào, biết giận Chúa nằm ở đâu. Hàng loạt các chi tiết cực kỳ quan trọng cho thấy kịch bản được duyệt trong họp án hoàn hảo biết chừng nào. Đây là hình ảnh sau khi Nguyễn Duy Linh nhận tội, Phan Văn Anh Vũ cũng lập tức nhận theo với màn thẩm vấn ngắn ngủi chưa từng thấy của hội đồng xét xử. Có những tình tiết cực kỳ nhạy cảm nhưng tòa đã cố tình bỏ qua một cách khó hiểu. Thứ nhất vẫn là khoản tiền 4 triệu đô la Vũ Nhôm khai đã hối lộ cho Nguyễn Duy Linh trước khi gửi khoản tiền 5 tỷ đồng Việt Nam. Với cơ quan điều tra, thật không thể không khó xác minh đúng hay sai để tiếp tục các biện pháp nghiệp vụ hỏi cung với Linh giúp tìm ra sự thật, nhưng tất cả đã rơi vào hư không. Thứ hai, liên quan đến sức khỏe bị cáo, tại sao tòa không công bố nội dung văn bản của bệnh viện, lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe của Linh ở đâu ra, có quyền hạn trong tố tụng để giám định y tế hay không? Bệnh gì liên quan đến cả truyền nhiễm mà không sợ lây ra ở tòa hay sao? Câu hỏi cũng được đặt ra. Người ta có quyền nghi ngờ câu chuyện sức khỏe chỉ là màn câu giờ, nhưng nếu tòa và viện kiểm soát không làm rõ thì không thể hiện sự nghiêm minh, thậm chí không loại trừ khả năng sau phiên tòa bị cáo tiếp tục được tạm giam rồi thi hành án tại bệnh viện. Thứ ba, với Nguyễn Duy Linh, vị trí công tác hoàn toàn không thể quyết định được vấn đề nội trạng của Vũ Nhôm hiện nay, nên việc chạy án bắt buộc Linh phải liên hệ với các đối tượng khác có vị trí liên quan, thậm chí còn cộm cán hơn cả Nguyễn Duy Linh rất nhiều, tức là những cán bộ cấp cao của Bộ Công an Việt Nam. Như vậy, càng cho thấy yêu cầu cần biết Linh đã sử dụng số tiền trên ra sao và đưa cho những ai, những người ấy quan trọng tới mức nào. Đây là hình ảnh trong phiên tòa ở Đồng Tâm, cả hai người con của cụ Lê Đình Kình đều bị xử tử hình là Lê Đình Công và Lê Đình Chức. Không làm được những điều này, khả năng lọt tội với Linh và thoát tội với các đối tượng khác là rất có thể xảy ra. Thứ tư, bản án 14 năm tù với Nguyễn Duy Linh là quá nhẹ với một tội danh nhận hối lộ, đã quy định khung hình rất rõ ràng. Chỉ từ 1 tỷ đồng trở lên là bị 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Đây là theo Bộ Luật Hình sự năm 2015, điều số 354. Trong khi ông Linh nhận ít nhất là 5 tỷ đồng. Đấy là chưa kể Linh còn có thể hiện không thành khẩn khai báo và nhận tội trong suốt quá trình từ khi chưa khởi tố cho đến trước khi ra tòa. Đó là tình tiết nặng tội. Còn tình tiết giảm nhẹ như báo nêu cũng không thể giúp bị cáo được giảm nhiều tới mức đó được. Cuối cùng, lời khai với 10.000 tờ 500.000 đồng nặng gần 9 cân qua tay 5 người, vượt 23 km xuyên thủ đô, qua 4 quận trên 2 xe biển xanh trước khi đến tay Linh, Tổng cục Phó Nguyễn Duy Linh, vậy mà tòa án chấp nhận suôn sẻ, không cần nhân chứng. Với tính chất quan trọng của công cuộc chống tham nhũng như vẫn quảng bá, thiết nghĩ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cần phải chỉ đạo cơ quan thẩm quyền kháng nghị bản án này. Xét xử vụ án Nguyễn Duy Linh lại thêm một trường hợp điển hình của cách xử của các quan lớn trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó hoàn toàn khác xa so với cách xử các vụ án hình sự và dân sự khác mà người dân Việt Nam phải chịu đựng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Hai ngày 15 tháng 11 năm 2021 với bản tin Xử Nguyễn Duy Linh phiên tòa mặc cả vụng về. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.